Hyundai Oniq Accent 2024 đẳng cấp mới, trải nghiệm mới, đang lách định vị ban ngày trải dài, cùng với đó là lưới tận diệt mạng chrome đang bóng, tạo nên vẻ ngồi sang trọng cuốn hút. Với kích thước mâm xe 16 inch giúp xe thể thao hơn. Với chiều dài trục sửa lên đến 26-70 giúp khoang hành khách rộng rãi hơn, thoải mái hơn. Khoảng sân ngầm lên đến 165mm, cao nhất phân khúc. Với 4 phanh đĩa trước sau và hệ thống cảnh báo xuất lốp đảm bảo an toàn tối ưu. Đằng hậu dàn lách trải dài hai bên sang trọng hơn, đẳng cấp hơn. Màn hình đa thông tin full digital và màn hình giải trí 8 inch tích hợp dẫn chỉ đường cũng như cảnh báo tốc độ hướng về người lái đem lại trải nghiệm lái xe đỉnh cao. Vô lăng được bọc da hoàn toàn, tích hợp các nút bấm gói an toàn Smart Sense. Đặc biệt có sạc không dây, làm mát ghế và điều hòa tự động. Oniq Accent được sử dụng động cơ Smart Trim 1.5 sử dụng hộp số IVT lên đến 115 mã lực, sẵn sàng chinh phục mọi hành trình. Tính năng điện nối từ xa, Hyundai Oniq Accent 2024 sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Quý anh chị quan tâm dòng xe Hyundai Accent thì hãy liên hệ em Tú qua số hotline 0914 014091 để được tư vấn nhiệt tình.